Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Yo, oh my gosh, các bạn ơi. Trong tập của ngày hôm nay, cái tay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ Advent Calendar siêu đặc biệt. Trước hết thì đây sẽ là một bộ lịch đếm ngược có chủ đề là National Geographic, một thương hiệu siêu nổi tiếng có hẳn cả một series kênh truyền hình tất tần tật mọi thứ liên quan đến khoa học tự nhiên, nghiên cứu địa chất thiên nhiên hoang dã, rồi phải gọi là kính thưa các chủ đề cool ngầu thú vị luôn. Thì đây, ngày hôm nay mình đã kiếm được một bộ Advent Calendar với chủ đề National Geographic cho các bạn. Rồi tiếp theo thì đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta có một bộ Advent Calendar đếm ngược tới Tết. Oh yeah, không phải đến Noel nha các bạn ơi, đếm ngược tới Tết nha. Nếu như mà theo tính toán không lầm của mình thì ngày hôm nay mình post video nè, thì tầm còn khoảng trên dưới 20 ngày nữa là tới Tết, cỡ 24 ngày và tương đương với 24 bất ngờ ha. Rất là đặc biệt luôn các bạn ơi. Thực ra thì cái truyền thống Advent Calendar đếm ngược tới Tết đó, nó đã được có lần đầu tiên cũng xa lắm rồi, năm 2022 trên kênh Donation. Anh cái tay tự chế ra. Các bạn thông cảm, bởi vì tuy là Noel đã qua rồi nhưng mà mới kiếm được bộ này. Hấp dẫn quá, thôi giới thiệu luôn, để năm sau thì hơi bị lâu. Ok, đây là cái mặt sau ha. Chúng ta sẽ có Mega Science Advent Calendar. Theo đúng thì là một bộ đếm ngược tới Noel, tràn ngập không khí khoa học, thí nghiệm vân vân. Rồi còn có các mẫu vật đá này nọ nữa, rất là hấp dẫn. Cái hộp này rất là to nha các bạn ơi. Coi hai bàn tay của mình nè. Đấy, giờ mở ra nè. Wow. Chúng ta có những cái ô siêu to. Ok, cái ô này nó kêu là open this window right away. Hãy mở cái ô này ngay lập tức. À ok, cái ô này nó không có số luôn các bạn ơi. Chắc là được dụng cụ vậy nè. Rồi chúng ta có ô số 1 siêu to nè, số 2, số 3, những cái ô nhỏ. Mấy cái ô nhỏ xíu ở dưới đây có thể là những cái mẫu vật đá. Rồi, còn bên đây chúng ta có hẳn hoi luôn cả một cái cuốn hướng dẫn thí nghiệm. À, một cái phong cách rất là National Geographic nha các bạn ơi. Vừa chơi vừa học, vừa học vừa nghịch vừa chơi, nghịch rồi chơi, học rồi nghịch chơi. Và nói chung là thú vị đó. Còn đây chúng ta có một cái khu vực hình bắn ra rất là hoành tráng luôn, kiểu núi ở vùng Bắc Cực hay sao đó mình cũng không biết nữa. Amazing. Rồi, bây giờ mình sẽ làm theo hướng dẫn, mở luôn cái ô này nha các bạn ơi. 3 2 1. Ok. Và chúng ta sẽ có tất cả những cái dụng cụ. Wow, ủa gì ngầu vậy? Có một cái túi da simili, không biết để đựng cái gì đây nhưng mà wow. Ok, ok. Rồi có một cái bao tay các bạn ơi. Trời đất ơi. Ok. cái này là một cái kiến bảo hộ nha. Wow, xịn sò liền. Để mà chút nữa làm thí nghiệm các thứ. Nói vậy thôi chứ thật ra là những cái thí nghiệm của trong cái bộ này nó cũng không có gì nguy hiểm đâu các bạn. Ở đây chúng ta có hai bịch cái gì đây? Sodium bicarbonate, hai bịch luôn. À, cái đây là cái chất giờ cho mình quên rồi. Ok, chúng ta bắt đầu với ô mùng 1 Tết. Nó giỡn chứ. Ô số 1 đếm ngược tới Noel. Ok, vẫn là dụng cụ á, chưa có thí nghiệm các bạn ơi. Nhiều dụng cụ như là cái muỗng hai đầu nè để đong á, rồi có cái ly beaker bằng nhựa nhỏ, mấy cái ly nhựa khác. Ok, rồi ở đây chúng ta có hai bịch acid citric dạng bột. Đây là sodium bicarbonate. Ok, thêm một bịch nữa. Cái này là gì đây? Red cabbage powder. Ồ, có thể là bột màu đỏ hả? Mình nghĩ là nó sẽ liên quan tới cái thí nghiệm đầu tiên nha các bạn ơi. Đây, đúng rồi các bạn. Ngày thứ nhất nè. Perform these science experiments as a magic trick for friends or partners. Chúng ta có thể thực hiện cái thí nghiệm này như là một cái trò ảo thuật để biểu diễn cho bạn bè hoặc là người thân xem. À, nó có tên là cái ly đông nhiễm màu. Tất cả những cái nguyên liệu và vật dụng đã có ở trong cái bộ kit này hết rồi. Cái mà chúng ta cần có thêm đó là nước ấm. Ok. Và đây sẽ là lần lượt cách các bước thực hiện ha. Ok, mình sẽ đọc thật là kỹ, sau đó sẽ làm cho các bạn xem. Để chuẩn bị cho thí nghiệm này thì đầu tiên chúng ta sẽ cho khoảng 10ml nước vào cái chén nhựa bên này. Và tương tự 10ml nước vào bên này. Đấy. À, có thể bên này nhiều hơn chút xíu. Vậy đi. Tiếp theo chúng ta sẽ mở cái bịch sodium bicarbonate. Mình vừa mới google lại thì cái bịch này nó chính là cái bột baking soda đó. Ok, cắt ra nè. Chúng ta sẽ lấy cái muỗng này, lấy một muỗng đầy như thế này thôi, chứ không có xài hết nguyên bịch đâu. Rồi, đổ vô đây ha. Sau đó là mình khuấy lên cho tới khi nào mà nó hòa tan hết nha. Có vẻ là hơi ít nước, mình sẽ cho thêm một tí nước nữa. Ok, nó chưa có tan hết 100% nhưng mà cũng được 70% rồi đó, 80%. Tiếp theo, với cái cup bên này thì mình sẽ làm tương tự cho một muỗng citric acid. Đây là một loại acid hữu cơ có độ nhẹ, hay được sử dụng trong công nghiệp đó các bạn. Đây, một muỗng ha. Tương tự, cũng quậy lên luôn. Ok, acid citric này nó tan nhanh hơn rồi các bạn ơi. Nó tan 100% hoàn toàn luôn rồi đó. Baking soda này nó vẫn còn rất là nhiều dưới đấy. Mình quậy thêm xíu nữa coi nó làm sao. Tiếp theo, mình sẽ mở cái bịch bột màu này. Mình sẽ lấy một muỗng nhỏ thôi. À, đây, như thế này. Và hòa tan vào 50ml nước của cái beaker. Alright. Wow. Wow. Nó ra hẳn cái màu gọi là sao ta?
màu tím liệm luôn các bạn. Mặc dù cái tên của nó là Red Cabbage, kiểu cải đỏ hả? Không, cải tím á, đúng rồi nha, cải tím thì cho màu tím chứ. Ok, vậy là setup đã xong. Để bắt đầu phần chính của thí nghiệm hoặc là trò ảo thuật thì mình sẽ đố các bạn màu gì trộn với màu gì ra màu tím. Ai trả lời được nào? Mình thấy bạn kia comment kìa. Màu trắng á. Trời ơi, màu trắng sao được? Bạn khác đi. Rồi, bạn kia màu đỏ đúng không? Màu đỏ với màu xanh đúng chưa? À, bạn có kinh nghiệm đó. Vậy bây giờ mình sẽ tách cái màu đỏ này ra khỏi cái màu tím nha. Màu đỏ nào, cho tôi màu đỏ của màu tím nào. 1 2 3. Wow! Wow! Wow, các bạn xem nè. Wow, nó đỏ lè đỏ lét luôn nha. Đỏ chứ không phải tím nha. Được chưa? Đấy. Hay quá ta. Rồi, màu còn lại là màu xanh đúng không? Phải màu xanh không? Chúng ta cùng xem nha. 3 2 1. Wow! Oh my gosh, nó màu xanh các bạn ơi. Xanh mà xanh đen luôn nè. Amazing nha, không giỡn nha. Ở dưới cái đấy thì nó còn lại một số tí cái bột của baking soda, nhưng mà không sao. Ảo thuật tách màu tím ra hai cái màu trộn của nó, màu đỏ và màu xanh. Và đến với phần kết của màn ảo thuật thì chúng ta sẽ trộn hai cái màu đỏ và màu xanh chúng ta vừa mới tách ra để coi nó ra màu gì nha. Hey, nó ra màu vàng cái chất quét nè. Hey, sùi bọt luôn, sùi bọt luôn. Yo. Ok. Mình sẽ đợi nó dịu một chút xíu rồi mình sẽ cho thêm nha. Quá là tuyệt vời các bạn ạ. Mới có gọi là cái ngày đầu tiên thôi là thấy cái bộ này nó đáng tiền rồi đó. Ok. Wow. Vâng thưa các bạn, và sau khi trộn hai cái màu đỏ và xanh này lại với nhau, chúng ta lại có được một cái màu tím như ban đầu. Ok. Có nghĩa là chúng ta bắt đầu từ màu tím và chúng ta tách hai cái màu nó ra. Từ trước tới giờ thì các bạn trộn màu lại thì nó dễ rồi đúng không? Cái thí nghiệm này nó giúp cho chúng ta tách màu ra rồi trộn ngược lại với nhau vẫn được luôn. Rồi các bạn ơi, thì tất nhiên đây hoàn toàn nó là một cái hiện tượng hóa học cơ bản. Ở cái phần viết này thì nhà sản xuất cũng đã giải thích cho chúng ta rất là kỹ rồi. Chỉ điều là bằng tiếng Anh thôi. Nhưng mà mình tin rằng thì những bạn nào mà học hóa học chỉ cần từ cái bậc trung học trở lên thôi đều đã có thể giải thích được hiện tượng này rồi. Nếu như mà các bạn xiên xiên xíu á, hỗ trợ anh khỏi tay với comment ở bên dưới kiểu những cái tác dụng hóa học xảy ra vừa rồi ha. Tại vì chúng ta còn tới 23 ô nữa, bây giờ mình giải thích ra thì nó hơi dài dòng. Yeah. Và đó là ô thứ nhất nha các bạn. chứ không phải là mình quên hết sạch kiến thức hóa học hồi nhỏ. Ok, và chúng ta đến với ô thứ hai nha các bạn. Cái ô thứ hai nó nhỏ xinh xinh ở đây, có thể là nó một cái mẫu vật gì đó nha. Không thể nào một thí nghiệm được, thí nghiệm thì nó nhỏ quá đúng không? Một cái bịch. Yo. Trời ơi, chưa có xem cuốn hướng dẫn nhưng mà có vẻ như đây là chúng ta có một viên thạch anh hồng nha các bạn. Thạch anh hồng hay là thạch anh trắng đây? Thạch anh hồng á, mà đã được mài bóng sẵn rồi. Ok. Cái hình dạng của cái viên này nó cũng rất là đẹp luôn. Hình oval như vậy. Ui, hết hồn. Xém rớt các bạn ạ. Không, close up cho các bạn xem nè. Đúng là hàng tuyển sẵn ở trong set có khác. được mài rất là đẹp luôn các bạn. Không có một cái vết nứt gì hết. Có mỗi một cái chỗ ở đây. Trong nó giống như là bị dơ nhưng mà thật ra nó không phải đâu. Nó ở bên trong luôn rồi đó. Ngày thứ 2, chúng ta sẽ xem trang 33. Ok. Trang 33 là tất cả những cái mẫu vật đá hoặc là khoáng sản mà chúng ta có thể... Ui, what? Cái này là cái gì? Một cục vàng á. Ôi, no way. Đừng nói là mình có nguyên cục vàng nha. À không, cái này nó không phải vàng các bạn. Kiểu nó vàng giả thôi. Nó là một cái loại đá trông nó giống vàng. Khá là thú vị, có giải thích ở đây. À nhưng mà không, để từ từ, để mình tìm hiểu cái đó sau. Đây, ngày thứ hai, chính xác luôn. Chúng ta đã mở ra được một viên Rose Quartz. Nói về những cái loại mà thạch anh rồi đá quý tự nhiên này thì mình đã có hẳn một series gọi là mài đá rồi giải thích các thứ này nọ ha. Thì chắc các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi. Bạn nào chưa xem thì có thể kiếm lại những cái tập có cái thumbnail về để xem. Rồi rất là nhiều những cái viên khác nữa nè. Tiger Eyes nè, mắt hổ. Ngày thứ 8 là cũng là một viên đá thạch anh. Rồi nhưng mà mới biết luôn công dụng của cái bịch này hãng sản xuất đã cho chúng ta. Đó là để đựng những cái viên đá nè. Mình sẽ bỏ cái viên thạch anh hồng đầu tiên vào đây. Đến với ô số 4 nha. Nằm ngay đây luôn. Tên tên tên. Chúng ta có một cái hũ gì đây? Ây! Okay. Có một cái gì đó sai các bạn ạ. Mình nghĩ là mình phải cần mở cái ô số 3 trước cái ô số 4 chứ đúng không? Whoops! Xin lỗi, bỏ vô đây. Đây ô số 3. Ô số 3. Cái gì đây? Chúng ta có một cái bịch bột gì nữa nè. Và một cái ống nghiệm. Ok. Lỡ rồi. Coi ô số 4 là cái gì? À! Instant Snow! Bột tuyết các bạn à, đổ nước vào cái nó bung thành tuyết luôn á. Cái dạng này thì chúng ta cũng đã chơi nhiều rồi, nhưng mà cũng sẽ làm lại cho các bạn xem nha. Ok, để làm cái thí nghiệm số 3 thì chúng ta sẽ lấy một cái ống tuyết như thế này. Mở nắp ra. Đấy, cho sẵn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ 50ml nước vào đây. Alright. Đây,
Đây, đây nha, coi chừng đổ. Tiếp đến chúng ta sẽ có một cái bịch này. Đây là bột zinc sulfide, hay tiếng Việt là bột kẽm sulfur đó. Cấu tạo hóa học của nó là ở bên dưới phần common. Lấy một cái cup để ở đây. Và bây giờ mình sẽ múc ra một muỗng như thế này. Đấy. Rồi khoan nha, cái này á chúng ta không có vội mix vào liền đâu các bạn, mà chúng ta sẽ rải cái bột này ra theo như hướng dẫn ngay chỗ đây. Ok, rải cái bột này ra kiểu là để cho nó tạo thành một cái bề mặt lớn nhất có thể. Tiếp theo thì như hướng dẫn ở đây, chúng ta sẽ lấy cái đèn rọi vào cái bột này để mà chạc năng lượng cho nó. Thực ra thì ở đây mình cũng đang có những cái đèn quay phim nó rọi vào rất là sáng rồi, mà để tăng tốc hơn nữa thì mình sẽ có một cái đèn này. Đây là đèn UV nha các bạn ơi, hoặc là mình có thể chỉnh thành ánh sáng bình thường cũng được, chạc trực tiếp vô luôn. Theo hướng dẫn thì mình sẽ để như thế này, phơi sáng khoảng chừng từ 1 tới 5 phút. Rồi, sau một vài phút thì bây giờ mình sẽ đổ lại cái bột này. Sao đây ta? À đây, đổ thẳng như vậy luôn. Mình sẽ đổ thẳng nó vào lại cái ống tuốt này nha các bạn ơi. Tôi chừng đổ nè. Bên trong này sẽ là nước bình thường thôi ha. Đấy, trời ơi cái này giống như pha sữa bột cho con quá. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nè. Bây giờ để quan sát cái hiện tượng này thì mình sẽ tắt đèn đi nha các bạn ơi. Wow! Vừa mới tắt đèn đi luôn nè. Ok, hình nó sẽ hơi bị noise một tí bởi vì nó thiếu ánh sáng. Nhưng mà đây, các bạn có thể xem, bây giờ mình sẽ lắc nó lên nè. Yo, let's go! Oh my gosh! Wow! Các bạn thấy nó phát sáng không? Khoan khoan, để mình chỉnh cái camera sao cho nó hiệu ứng nó tốt nhất nha. Mình sẽ tiếp tục chạc sáng luôn, trực tiếp khi mà nó đang ở trong dung dịch. Chạc sáng như vậy thì do là cái nước nó đã hấp thụ bớt thêm cái ánh sáng rồi, nhưng mà cũng không sao, mình nghĩ là nó vẫn work. À, đây. Từ từ nha, mình sẽ tắt đèn. Wow, nó như một cái bóng đèn luôn nè các bạn thấy không? Chúng ta có một cái ống dung dịch phát sáng ở trong bóng tối nha. Tuyệt vời. Bản thân cái bột này nếu mà chúng ta tiếp tục chạc sáng thì nó vẫn sẽ sáng lại nha các bạn. Xem nào. Đấy, cái này mình hay gọi nôm na là bột dạ quang ha, nhưng mà cái chất thực sự của nó là kẽm sulfur. Thì đây là một cái chất có khả năng hấp thụ năng lượng của ánh sáng, và khi ở bóng đêm thì nó sẽ giải tỏa cái năng lượng nó ra, tạo nên cái hiện tượng là phát sáng trong đêm. Yeah, so cool. Tiếp theo, ở ô của ngày thứ tư chúng ta đã mở ra được một cái hũ này. Instant Snow, bột tuyết ngay tức thời. Đây là một cái chất hóa học và cũng là anh em bà con họ hàng gì với muối đó các bạn. Sodium polyacrylate, do cái tính chất đặc biệt có thể giữ nước tới 800 lần cái trọng lượng gốc của nó, cho nên là nó đã được sử dụng ở trong một số những cái sản phẩm. Ví dụ như là các bạn có thể thấy là ở trong tã em bé nè, hoặc là trong những năm gần đây thì ngành công nghiệp đồ chơi sử dụng nó để làm tuyết giả. Cái này thì có lẽ là các bạn đã quá quen thuộc rồi, nhưng mà mình sẽ biểu diễn ngay lại bây giờ. Ok. Mình sẽ lấy một muỗng thôi nha các bạn ơi. Ủa cái này nhiều khi là hơi bị nhiều luôn á. Đầu dày trước đi mà công nó bung ra. Rồi, đó. Đây, chỉ cần có chút xíu ở trên cái bề mặt đáy của cup thôi nhé. Sau đó chúng ta lấy nước nè. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, go. Whoop. Rồi. Đang lỏng ha. Wow. Nó hấp thu hết luôn rồi các bạn. Woo, các bạn xem nè, close up luôn. Vẫn tiếp tục hấp thu nước nha, rất là nhanh. Chỉ tích tắc xảy ra trong vòng có mấy giây thôi. Và chúng ta có một cái dạng giống như là tuyết. Yep. Bây giờ ở cái cup này nè, mình chơi lớn nè. Ha, chơi lớn tạo hiệu ứng nè. Cho muỗng đầy luôn. Không, hai muỗng luôn, để coi làm sao nha. Ba muỗng đi, lỡ rồi. Làm lần rồi các bạn, lớn luôn. Mình nghĩ là hơi lớn đó, nhưng mà mình đang coi. Ok, các bạn nhìn kỹ nha, đừng chớp mắt nha. 3, 2, 1, wow. Let's go. Ok, chỉ với gọi là wow, ba cái muỗng nhỏ xíu này thôi của cái bột này tạo ra thành một đống tuyết giả luôn nè. Các bạn xem nè, rất là nhiều luôn. Ok, rất là tơi nha, tơi mà kiểu mình cầm vô nó khô khô luôn á, bởi vì nó đã hút hết nước rồi.
À, một cái ứng dụng nữa của cái sản phẩm này đối với các bác tài xế khi mà đi đường dài á, đang chạy trên cao tốc hai quầy này nọ mà không có toilet hay là ha, cái mình có một cái bình mà bên trong đó đã có sẵn một vài muỗng của cái bột này rồi, thế là có thể giải quyết cái nhu cầu tâm sự mỏng, thấm hết nước vô cái chai luôn mà nó không có bị dơ. Đấy, hay với bọn. Tiếp theo chúng ta sẽ mở ô số 5. Ô số 5 đâu rồi? Ồ, đây rồi. Ô số ô này cũng khá là to các bạn ơi, biết có gì bên trong. Hả? What? Ô số có mấy cái cup không vậy ta? Cyan Magic. Rồi như vậy thì ô số 5 chúng ta không có hẳn một cái thí nghiệm gì cả, chỉ đơn thuần là những cái dụng cụ thôi. Những cái cup bằng giấy nha các bạn ơi, ba cái. À đâu, để mình đọc trong cái cuốn hướng dẫn coi, nhiều khi cái số 5 họ sẽ tái sử dụng lại những cái chất mà chúng ta đã mở ra từ nãy đến giờ rồi. À đây đây đây, ô số 5 kiểu là một cái trick ảo thuật đơn giản, cũng sử dụng cái bột tuyết đó các bạn. Chúng ta sẽ cho một cái layer ở bên dưới rồi đổ nước vào thì cái lớp bột mỏng đó nó sẽ đặt lại, mà mình chốc xuống thì nước nó không có đổ ra. À ok, một cái biểu diễn ảo thuật cũng đơn giản thôi. Chúng ta tới luôn ô số 6 nè. Ê. Một viên đá nữa. À, lần này chúng ta có ô một viên đá Tiger Eyes, đá mắt hổ. Ê, rất là đẹp nha. Cái viên này nó cũng giống giống như là những cái viên mà chúng ta đã mài rồi, mà kiểu cái hình dáng nó gọn, nó tròn hơn. Wait, cái viên này nó có một cái mặt ở bên dưới đáy, có vẻ như là nó chưa được mài bóng thôi các bạn, nhưng mà nhìn cũng hay nha, nhìn nó giống giống như là một cái hạt dẻ đó, rất là đẹp nha. Ô số 7 nè. Ô số 7 không phải ngay dưới đây, đây là 8, 7 nó ngay dưới đây. Let's go. Chúng ta sẽ có một cái bịch bông gòn và một cái chai xịt. Tuốt bên trong này có gì nữa đây? Hả? Một cái bút sáp á. Cyan Magic, dùng cái bút sáp không màu viết tên lên tờ giấy pH. Ok. Wait. Đây các bạn, thêm mấy cái tờ giấy pH ở trong đây nữa. Rồi, chính thức hết. Đầu tiên để chuẩn bị cho cái thí nghiệm này thì chúng ta sẽ mở cái bình xịt này ra, sau đó lấy một muỗng của cái citric acid. Bình này chúng ta tái sử dụng lại ha, còn rất là nhiều luôn nè. Rồi mình sẽ lấy một muỗng nhỏ như thế này. Ở đây, có thể là cho thêm một tí nữa. Sau đó cho một tí nước ấm vào để mà hòa tan cái dung dịch này. Đậy nắp lại, lắc lên. Và như vậy chúng ta đã có một bình dung dịch citric acid. Rồi, và bây giờ mình sẽ dùng cái bút sáp không màu này nè. Mình sẽ viết lên cái tờ giấy này. Ok, vô nha. Vậy là chúng ta đã có một cái tờ giấy với thông điệp bí ẩn, không nhìn thấy gì cả. Giờ mình sẽ dùng cái bình này, mở nắp ra. Và các bạn sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra nha. Mình sẽ xịt nước vào. 3, 2, 1, go. Ok. Whoop. Whoop, whoop. Tờ giấy này nó đỏ lè luôn nha. Ok, mình nghĩ nó được rồi đó. Ok các bạn ơi, chúng ta đã các bạn thấy được cái thông điệp bí ẩn chưa? Nó hơi mờ ha. Có thể là bởi vì hồi nãy mình viết á, mình ấn không có mạnh lắm, cho nên là những cái chỗ mà chữ viết nó không được che phủ kỹ, cái nó bị thấm nước luôn. Rồi, và kiểu đại khái đây ha, anh ca tây nè. Love you. Thì anyway, đây là một cái tờ giấy để thử độ pH. Nếu như độ pH ở trong một cái dung dịch chất lỏng nó là có tính acid thì tờ giấy này nó chuyển sang màu đỏ, và ngược lại nếu như nó có tính kiềm thì nó sẽ chuyển sang màu xanh. À rồi, đây sẵn làm luôn các bạn ơi. Cái bột baking soda này á, nó sẽ có tính kiềm nha. Bây giờ mình sẽ cho một muỗng nhỏ ở đây, rồi cho nước ấm vào. Quậy lên. Bây giờ mình sẽ lấy cái cục bông gòn cho sẵn nè. À, mình nhúng một tí cái dung dịch nước pha với lại bột baking soda ha. Và nếu như có tính kim thì tờ giấy này nó sẽ chuyển sang màu xanh nha. Let's go. There you go. Đấy. Được chưa? Cao. Xanh luôn. Quá kìm luôn. Chưa hết nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ lấy lại cái tờ giấy đã xịt cái dung dịch acid citric, nó chuyển thành màu đỏ nè. Bây giờ mình sẽ lấy một ít cái dung dịch có tính kìm. Các bạn nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra khi mà mình bôi một tí cái dung dịch của cái baking soda này lên? Thì theo đúng nó sẽ thành màu xanh đúng không? Nhưng mà Whoop. Nó sẽ giống như là một cái nước tẩy các bạn ơi, nó tẩy đi cái màu đỏ. Được chưa? Bạn biết sao không? Bởi vì nó trung hòa nhau đó. Dung dịch kiềm và acid nó sẽ trung hòa nhau. Nhưng mà nếu mà mình cái cũng cái chỗ đó, nhưng mà mình bôi nó nhiều hơn á thì là cái tính kiềm nó lại nhiều hơn rồi, cho nên nó chỗ đổi thành màu xanh. Nếu mà bôi vừa phải thì nó sẽ tẩy cái màu đỏ đi thôi, nó trả về lại cái màu vàng của cái tờ giấy. Đây go. Quá là khoa học, quá là hóa học luôn. Tiếp theo chúng ta mở ô số 8 và mình nghĩ là ô số 9 luôn á.
Cái này có thể là hai cái mẫu vật đá, cái ô nó nhỏ nhỏ vậy nè. Ok. Wow. Chính xác là như vậy. Mở ô số 9 luôn. Ô số 9 là một cái mẫu vật, cái vỏ sò hóa thạch các bạn ơi. Ngày thứ 8 chúng ta có một cái viên đá nửa quý tên là Carnelian. Thì đây nó cũng là một cái dạng thạch anh đó các bạn. Nhìn ở trên hình này thì kiểu ánh sáng nó rọi vào trong đỏ nó đẹp. Với lại mỗi viên đá nó sẽ có, nó hơi khác nhau một chút xíu. Mình sẽ rọi đèn vào ở bên dưới nè. Wow, ok. Nó không có đục hoàn toàn đâu nha, mà bên trong là nó xuyên sáng đó. Đó, rất là đẹp luôn. Wow, cái viên này nó nhiều cái vân ở bên trong quá. Đây là mình thử chiếu cái tia laser. Cái viên này thì do nó quá nhiều những cái đường nứt li ti như thế này, cho nên là nó cũng không có bóng lửa 100%. Tiếp theo ở ngày thứ 9 thì chúng ta sẽ mở ra được một cái vỏ sò hóa thạch. Không phải là một vỏ sò bình thường, ok chưa? Mà nó đã hóa thạch rồi các bạn ơi. Trông thì nó giống như là cái vỏ sò thời buổi hiện nay, nhưng mà cái này là từ rất là lâu rồi nha. Mình không biết chính xác là bao lâu. Ở bên dưới các bạn thấy không? Nó hình thành những cái tinh thể luôn rồi. Và thực ra thì bản thân cái vỏ sò này nè, nó là ở dạng hóa thạch nha. Nó không còn là chính xác là cái phiên bản của cái chất của cái vỏ sò thời cổ đại nữa, mà những cái chất đó nó đã được thay thế bởi những cái tinh thể đá hết rồi. Cho nên chúng ta mới gọi là hóa thạch đó. Rất là cool luôn. Những cái mẫu vật này thì mình sẽ để vào trong túi đây. Tiếp theo, ô số 10. Wow, cái ô này to nè. Hình vuông nữa. Biết có gì đây. Wait, what? Wait, cái này nó là một cái khuôn các bạn à, mà hình cái bộ não. Ok, cái này là đếm ngược tới Noel tới Tết mà chứ không phải Halloween đâu. Và đây chúng ta có một cái bịch agar agar powder. Cái này nó là nó giống như là bột rau câu vậy đó các bạn. Rồi ok, chưa cần đọc cái hướng dẫn là mình đã đoán sơ sơ được cái thí nghiệm này rồi. Chứ là mình sẽ pha nước rau câu rồi cho cái màu này vô nè, sau đó đổ vào cái khuôn này và chúng ta sẽ có được một cái bộ não mini màu đỏ. Alright, để xem nào. Ngày thứ 10 đúng không? Đây, bước 1 cho nước màu với lại 2 muỗng agar agar vô. Sau đó cho vào lò vi sóng 60 giây. Để nó nguội 5 phút rồi chúng ta đổ vào khuôn. Tiếp theo là bỏ vào tủ lạnh 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng có được một bộ não như thế này. Rồi sau đó thì chúng ta chơi với bộ não. Ok. như mình nói hồi nãy thì cái thí nghiệm này có vẻ như là nó hợp với một cái bộ gì đó Halloween hơn ha. Không hiểu sao lọt vào cái bộ này. Wow, tuy nhiên mình sẽ thực hiện nó. Nhưng mà mình đang nghi là nó sẽ có thêm một cái thí nghiệm nào đó. Nó tương tự, nó sử dụng cái bịch bột này. Và bởi vì cái quá trình làm nó cũng sẽ lâu quá, cho nên là mình mở hết ra. Rồi nếu mà có một cái thí nghiệm tương tự thì mình sẽ làm luôn cùng lúc nha các bạn. Ok, ô 11 nha. And đây rồi, nhìn thấy thêm một cái khuôn nữa rồi các bạn ạ. Thấy chưa? Đang Noel Christmas, sơ hở cái là Halloween liền. Cái này có hình con rết nè, còn cái này có hình cái bộ não nè. Đây chúng ta có một cái hũ màu khác nữa, orange coloring. Cái này là màu cam, còn này là màu đỏ. Ô 12 coi luôn, coi sao nè. Đây là một cái bịch gì đấy? Fizzy coloring tablet, những cái viên sủi. Đầu tiên chúng ta sẽ có 3 cái cốc nước, rồi cho 3 cái viên màu sủi này vào, rồi add thêm mỗi cốc một muỗng jelly crystals. Cái jelly crystal này là cái gì? Nó là phải bịch agar không? Không phải đâu. Ấy, nó còn một bịch nữa các bạn ạ. Ok. Giờ nhớ xem kỹ bên trong. Water jelly crystals. Cái bịch này mình nghĩ nó cũng sẽ là một cái dạng jelly hả? Phải không ta? Crystal hả? Sao nghe tinh thể gì? Hay để cho những cái crystal nó ngập trong nước. This can take up to 24. What? Ok, cái thí nghiệm này nó có thể tới 24 tiếng đồng hồ lận. Vậy là phải thêm một buổi quay nữa rồi. Sao ta? Ok, cũng được. Mình sẽ thực hiện cái thí nghiệm này luôn. Kiểu là sẽ chung với lại cái jelly luôn các bạn ơi. Vậy thì tạm nợ 3 cái thí nghiệm nha. Mình sẽ để qua bên đây. Ok. Bây giờ mình sẽ mở ô 13. Một viên thạch anh. Và cái này, nếu như không lầm thì nó là một viên thạch anh tím đó các bạn ơi. Amethyst luôn nha. Mình sẽ lòi cái đèn ở đằng sau nè. Wow, rất là đẹp. À không, thực ra cái viên này nó cũng không có đẹp lắm. Nó bị nguyên một cái đường nứt rất là to ở chính giữa luôn. Đấy, cái gân thì trông cũng thú vị nhưng mà wow, nó là một cái đường nứt quá to. Xui vậy ta, từ trước tới giờ mình không có amethyst đâu. Thạch anh hồng rồi các loại thạch anh màu xanh, đỏ này nọ có nhiều lắm, nhưng mà thạch anh tím là không có nhiều nha. Giờ có cơ hội có thêm viên thì nó lại bị nứt như vậy. Oh well. Ô 14 nào. Cái ô này sao mà nó dài dữ vậy? Chúng ta có một cái lọ phenol red và một cái ống nhỏ giọt. Alright, cái thí nghiệm này nó sẽ được thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ cho 50ml nước vào cái cốc này. Rồi cho một muỗng baking soda vào đây. Như vậy. Quậy lên ha. Cái này là chúng ta đang tạo ra một cái dung dịch buzzer. Kiểu là một cái dung dịch mang tính kiềm ha.
Tiếp theo, trong cái cup này thì chúng ta sẽ cho 20ml nước thôi và cho một muỗng lớn acid citric. Quậy lên luôn và chúng ta sẽ có được một cái dung dịch mang tính acid. Tiếp theo chúng ta lấy thêm khoảng 20ml nước bỏ vào cái ống này và sẽ lấy 5 giọt của phenol red nhỏ vào đây ha. Cái này hơi cẩn thận xíu nha các bạn, bởi vì cái phenol red này nó sẽ giống như là dính màu lên tay hoặc là lên vải á, nếu mà chúng ta làm đổ nó ra hơi khó dạt ha. Giờ mình lấy cái ống drop này nè, mình lấy hút lên chút xíu và lấy đúng 5 giọt như là sách hướng dẫn thôi nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi lại cho vào đấy, lắc đều cái tube này lên, chúng ta có được một cái dung dịch nó hơi hồng hồng đỏ đỏ. Ok, vậy thì cái chất phenol red này nó là cái gì? Theo như giải thích của sách hướng dẫn thì đây chính là một cái chất dùng để chỉ thị độ pH trong một cái dung dịch. Khi cho phenol red vào một cái dung dịch có tính bazơ, tức là cái độ pH nó cao, thì nó sẽ biến cái dung dịch đó thành màu hồng. Đây mình sẽ đổ cái dung dịch phenol red vừa mới pha vào cái cup có tính bazơ chúng ta đã chuẩn bị với lại cái bột và baking soda đó. Rồi để xem chuyện gì sẽ xảy ra nha. Cái này nó biến thành màu xanh lá cây chắc phèo đó. 1, 2, 3, vô. Ê, đây rồi, phải như thế chứ. Kiến thức khoa học mà các bạn, nói chung là đúng, sai là sai. Cái hiện tượng đổi sang màu hồng này nó đã cho chúng ta biết được chính xác thì cái dung dịch này nó có một cái độ pH rất là cao, mang tính bazơ ha. Và bên cạnh đó thì cái chất chỉ thị độ pH phenol red này, nó sẽ biến cái dung dịch thành màu vàng nếu như nó phát hiện ra cái dung dịch đó mang tính acid. Ok, ở đây thì chúng ta đã có một cái dung dịch trong suốt mang tính acid. Đấy, hồi nãy mình vừa mới pha cái bột và citric acid vào đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái cup bên phải này vào cái bên trái luôn. Xem kỹ nha các bạn. 3, 2, 1, go. Wow, oh my gosh. Đâu, yeah. Bột pha sùi bọt lên. thật ra là mình đã biết là nó sẽ sùi bọt rồi, nhưng mà mình không nghĩ là nó mạnh mẽ tới mức như vậy. Ok, chờ một xíu để mình lấy khăn giấy. Nếu như mà bạn nào đã có từng xem qua những cái video mà người ta làm bath bomb ấy, thì đây, nó tương tự cái công thức làm bath bomb đây. Khi mà bột baking soda và acid citric gặp nhau ở một cái môi trường nước và được hòa tan thì nó sẽ tạo ra một cái phản ứng hóa học giải phóng khí CO2 như là các bạn vừa thấy hồi nãy, kiểu ngay lập tức luôn. Bạn nào đã có từng sử dụng hoặc là xem người ta làm cái bath bomb thả vào cái bồn tắm xong nó sùi bọt lên đó các bạn, thì giáp nó có bột baking soda nè, rồi acid citric, người ta vo lại kiểu tất nhiên là thêm những cái chất dưỡng da rồi hương gì đó thành một cái cục vậy ha. Rồi khi mà các bạn sử dụng, mình thả vào cái bồn tắm á là nó sẽ sùi bọt lên. Đó, nó giống vậy. Quay trở lại với thí nghiệm thì cuối cùng chúng ta đã có một cái dung dịch nó màu vàng, bởi vì nhờ cái chất chỉ thị pH phenol red nó nói cho chúng ta biết rằng hiện tại thì cái dung dịch này nó đang có độ pH thấp mang tính acid. Wow, các bạn thấy sao? Một cái thí nghiệm thú vị chứ hả? Đáng đồng tiền bát gạo cho ngày 14 chứ hả? Tiếp theo chúng ta có ô 15. Let's go. Whip cái này là hydrophobic sand. Ở chú choa, mình không ngờ là mình sẽ được một cái hộp cát ma thuật này luôn ấy. Rồi, cái này mình biết rồi, biểu diễn cho các bạn coi luôn. Đầu tiên mình sẽ đổ một ít nước vào cái cup này. Hay không, mình sẽ đổ nó cao lên luôn. Đấy. Tiếp theo chúng ta mở cái hộp cát ma thuật này ra thôi. Để các bạn xem nè. Đây nha, cái này trong thì nó giống sẽ là cát bình thường, rồi nó thêm tí màu thôi, xanh ha. Cơ mà cái cát này nó lạ luôn các bạn à. Mình sẽ cho nó vào cái nước này. Đấy. Bạn thấy gì chưa? Chưa thấy hả? Chờ xíu đi. Chờ xíu nha. Kiểu là nó phân nửa nó muốn chìm, phân nửa nó muốn không, các bạn thấy không? Mình sẽ cho sao ta? Thêm muỗng nữa đi. Rồi. Nhấn nó xuống luôn nè. Đó, nhấn nó xuống, chìm hoàn toàn trong nước luôn. Ok, hoàn toàn chìm trong nước rồi. Còn một số những cái hạt cát nó vẫn nổi trên bề mặt, nhưng mà bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra khi mà mình múc nó ngược lên lại nha các bạn? What? Nó không chịu ướt các bạn à. Look. Nè. Nó không chịu ướt nha. Được không? Đây, nhúng xuống này, nhấn xuống luôn nè, nhấn nó. Đấy. Nhấn nó xuống luôn, dầm luôn nè, mình sẽ dầm nó ra luôn nha. Rồi đó, cố tình luôn mà. Ok chưa? Cho các bạn xem cái góc ở dưới này nè. Đó, mình cố tình mình dầm nó ra luôn nè. Rồi đó. Rồi, lại múc nó ra lại nè. Uầy. Ok. Nó không chịu ướt nha các bạn. Nó không chịu ướt. Thậm chí á là bây giờ mình sẽ lấy ngón tay. Cái ngón tay của mình nè, đó, dũng xuống nước là nó ướt rõ ràng không? Các bạn thấy không? Đây ha. Đó. Giờ mình sẽ bóc cái cát này lên. Nó không chịu ướt. Cái cát này nó ghét nước lắm. Thấy rõ nhất là khi mình cầm cái muỗng này mình múc nó lên nè, các bạn thấy không?
Nó giống như là nó chưa từng bao giờ được nhúng xuống nước vậy đó. Và đây là lời giải thích cho cái hiện tượng cát ma thuật này. Thì cái loại cát này nó có tên là hydrophobic sand. Hydro có nghĩa là nước, phobic có nghĩa là nỗi sợ. Nỗi sợ nước, một loại cát có nỗi sợ nước cho nên là nó không có thấm nước. Thì thực ra bản thân cái cát này các bạn, nó không hề là hydrophobic ha. Nó chỉ là cát bình thường rồi mình kiểu mình nhuộm màu thôi. Nhưng mà người ta đã trộn và phủ ở bên ngoài từng cái hạt cát một cái lớp dầu chống nước. Cái chất dầu này nó có một cái cấu tạo đặc biệt, nó làm cho những cái phân tử nước không có kết nối được mà chỉ có thể gọi là đứng kế bên ngó chơi thôi. Đấy, thành ra nhúng những cái hạt cát này xuống nước thì yes, nó vẫn sẽ bị chìm bởi vì nó nặng, nhưng mà khi lôi nó lên thì sẽ không có một cái nước gì nó có thể làm thấm vô được ha. Thậm chí là các bạn nhìn ở cái viền bề mặt của cái cát á, các bạn sẽ thấy nó có cái gì nó bóng 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 đúng không, nó là những cái bubble, những cái bong bóng các bạn ơi. Cái loại cốt chống nước này khi mà mấy chục năm về trước, khi internet chưa có phổ biến và chưa có nhiều người biết đến, thì người ta cũng đã làm một số những cái trò ảo thuật kiểu rõ ràng là cát đúng không, cho vô nước nhưng mà khi bóc lên thì nó vẫn khô. Hay còn bây giờ thì video YouTube rồi like share này nọ ai cũng biết hết rồi. Tuy nhiên nó vẫn là một cái hiện tượng rất là thú vị khi mà mỗi lần nhìn thấy. À, hoặc là mình có thể làm một cái thí nghiệm ngược lại ha, thay vì nước bao quanh cát thì bây giờ cát bao quanh nước nha. À, mình cho một cái lỗ ở đây và mình sẽ drop những cái giọt nước vào. Cái giọt nước của chúng ta nó bị nhốt lại các bạn. Cho thêm xíu nữa. There you go. So cute. Tiếp theo, ô 16 nè. Cái này nó muốn gần xúc ra luôn các bạn. À, nhưng mà mình mở vậy luôn. Ok. Một viên đá nữa. Yo, cái viên này nó đẹp quá các bạn ơi. Một cái viên đá màu đen nha. Và nó có những cái đốm trắng trắng như vậy. Thì đây chính là một mẫu đá obsidian thật. Đó, nghe obsidian, ông nào chơi Minecraft là biết ha. Ở trong game Minecraft các bạn tạo ra obsidian sao? Lấy dung nham xong rồi cho nguội với nước đúng không? Thì yes, chính xác là obsidian ở ngoài đời á, nó cũng được tạo ra từ dung nham núi lửa khi mà được làm nguội. Cái lúc mà nó làm nguội nhanh quá đó, những cái cấu trúc tinh thể nó sẽ khó có mà hình thành được. Tuy nhiên, cũng có một số những cái trường hợp dung nham núi lửa nó cool down một cách chậm rãi thì nó đủ thời gian để mà cho những cái cấu trúc tinh thể nó hình thành. Đó, thì nó là những cái phần trắng trắng này các bạn, trông nó giống như là cái texture của cái bông tuyết ha. Cho nên cái mẫu đá này nó gọi là snowflake obsidian. Đây, cái mẫu vật cụ thể của chúng ta thì nó không có quá nhiều những cái màu trắng này, nhưng mà wow, như vậy cũng đẹp quá. Siêu close up lại. Đó, các bạn có thể thấy ha. Wow. Cái viên này thì nó đã được mài rất là bóng, rất là đẹp luôn nha. Gần như là không có vết nứt ngoại trừ một cái phần chips ở đây mà không thành vấn đề. Mình sẽ xem cái độ xuyên sáng của nó thì wow, hoàn toàn là không xuyên sáng nha các bạn ơi. Nó đục đặc luôn á. Tiếp theo, ô 17 ở đây. And pop crystal. Cái này sao nó giống như bột kẹo nổ vậy ta. Cái thí nghiệm này nó cũng tương đối đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có một cái cốc nước nóng ha. Nước càng nóng càng tốt nhưng mà cũng không cần thiết là phải sôi đâu. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một ít cái bột này ra. Đây, múc một muỗng như thế này nha. Quay, nó y chang như là kẹo nổ luôn đó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ để cái micro gần ở đây cho các bạn nghe cái tiếng pop ha. Ok, chính xác thì cái thí nghiệm này nó chính là kẹo nổ đó các bạn. Giải thích một cách đơn giản thì những cái loại kẹo nổ này nó được làm bằng một cái loại khí CO2 nén và được phủ một cái lớp đường coating. Thì khi mà chúng ta cho cái kẹo này nó tiếp xúc với nước, đặc biệt là nước càng nóng càng tốt, thì cái phần coating đường ở bên ngoài nó sẽ hòa tan càng nhanh, nó giải phóng cái khí CO2 nén ở bên trong ra, tạo nên cái tiếng pop 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 nhỏ mà các bạn đang nghe. Và đúng rồi các bạn, cái này nó có mùi ngọt nha, nó là đường nha. Mình nghĩ á là cái này hàng sản xuất lấy hẳn luôn cả một cái loại kẹo nổ luôn á, nhưng mà mình không có khuyến khích ăn nha. Nào ra cái đó, chơi ra chơi, ăn ra ăn. Tiếp theo chúng ta sẽ có ô 18 ngay đây. Đây là một mẫu vật nữa nha. Và khoang 18 nè. 19, 20, 21, 22. Hình như đều là những mẫu vật hết nha các bạn. Để mình mở một lúc luôn.
Yes, đúng rồi. Cái này 20 nè. Ồ, cái viên này nó đẹp quá vậy. 21. Và 22. Ok, đầu tiên thì chúng ta có thêm một cái dạng vỏ hóa thạch nữa, gọi là Pink Gastropod. Thì cái này nó cũng tương tự như là cái vỏ sò chúng ta kiếm được hồi nãy, nhưng mà là một hóa thạch của một dạng ốc khác nha. Các bạn có thấy kiểu là đây, cái đầu nhọn nó đây nè, nó sẽ xoắn ốc lên vậy ha. Còn đây chúng ta có một viên Dalmatian Jasper. Cái này mình hay gọi vui là đá trứng cút đó các bạn. Nhưng tên cụ thể là một dạng thạch anh Jasper đốm. Đây, đơn giản là bởi vì nó có nhiều cái đốm vậy ha. Cái này thì mình đã dành hẳn là một hai tập mài coi như là sướng luôn rồi. Có những cái viên rất là đẹp, to hơn cái mẫu này nữa. Còn đây các bạn, một cái mảnh đá nó có chút chéo chéo à. Cái mảnh này mình cũng đã từng có một cái viên rất là bự rồi. Thì cái này nó tiếng Anh nó là geode. Nó là một cái loại đá mà nó rỗng ở bên trong các bạn. Đó, đây cái vỏ bên ngoài của nó đây nè. Nó thường nó sẽ có một cái màu ngà ngà vàng, cũng không có gì đặc biệt cho tới khi mà các bạn đập bể cái viên nó ra. Ở bên trong á, nó sẽ có rất là nhiều những cái tinh thể dạng như là li ti như vậy. Đó, rất ống ánh này nọ ha. Cái dạng đá tinh thể rỗng ở bên trong này nó có rất là nhiều size. Nó có ra là những cái viên nhỏ như vậy cho tới những cái hốc đá siêu to khổng lồ luôn. Tiếp theo, chúng ta có một cái viên đá này quá đẹp luôn. Hematite. Đây nó là một dạng oxit sắt. Cái dạng thô trước khi mà được đánh bóng của nó thì nó sẽ có một cái màu nó giống như là bị rỉ. Nó hơi đỏ đỏ nâu nâu các bạn. Còn cái này là sau khi mà người ta đã mài bóng nó rồi, kiểu để vô cái máy tumbler giống như mình làm hồi trước đó. Đó thì nó siêu bóng và giống như là có thể soi gương được luôn chứ. Quá đẹp luôn, cái viên này quá đẹp. Đâu để mình thử lấy 500 coi các bạn. Ôi, có nha. Đây nè, nó hơi hít nha các bạn. Nó không có mạnh lắm. Nhưng mà có nha. Ok, khoan nè. Đây các bạn, có. Nó không có nhấc lên được bởi vì nó hơi nặng nhưng mà. Yeah, đây, here you go. Wow. Còn đây, cái này mình nhìn nãy giờ cũng chưa hiểu lắm. Là những cái đồng xu bằng đồng hết ta. Những cái đồng xu rất là mỏng luôn, bằng đồng. Ok. À, và cái này nó để thực hiện một cái dạng thí nghiệm là cho cái đồng xu này nó nổi ở trên mặt nước. Do là cái bề mặt tiếp xúc nhẵn. Rồi cái nước thì chúng ta cũng pha một ít nước rửa chén. Kiểu là chúng ta sẽ để một cái kẹp giấy như thế này nè. Đó, rồi mình thả cái đồng xu phẳng nhẹ nhẹ xuống cái mặt nước thì cái đồng xu nó sẽ nổi, do là nó không có làm bể cái liên kết của cái mặt nước á. Rồi khi mà chúng ta lấy ngón tay chúng ta chọt vô thì nó lại chìm. Thì cái hiện tượng này thì nó cũng ok, mình nghĩ là cũng không nhất thiết là phải làm đâu. Next, ô số 23. Wow, nhiều dụng cụ á, rất là nhiều dụng cụ luôn. À, cái này biết rồi. Rồi, cái này mình biết luôn rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ build một cái cây thông crystal ha. Ở đây chúng ta có một cái lọ dung dịch crystal growing liquid, một dạng tinh thể muối á. Mình sẽ đây, mình sẽ làm cái cây thông như vậy. Đấy. Rồi, cái mình cắm vô đây. Trước đó cần thiết thì các bạn sẽ tô màu những cái cánh của cái cây thông này. Rồi mình nhỏ cái nước này lên cây thông và đợi đâu đó khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ hoặc là tầm nửa ngày thì những cái tinh thể muối nó sẽ hình thành xung quanh những cái này, nó tạo thành cái cây thông. Mà cái này nói chung là mình làm một lần rồi. Ok, để chút nữa làm lại cũng được, chung với lại mấy cái thí nghiệm kia luôn ha. Còn bây giờ ô cuối cùng, ô 24 nè, để xem có gì đặc biệt ở đây. Ô thôi gửi vậy luôn đi. Oh my gosh. Yo, chúng ta có một thỏi về các bạn à, giàu to rồi. Alright, đi đào vàng thôi các bạn ơi, nói gì nữa giờ, đúng không? À, ok, để mình sẽ cắt cái bao ni lông của cái bóp này ra. Wow, lần đầu tiên mình thấy một cái block đào vàng mà nó có cái khúc metallic vàng, nó đẹp vậy luôn á. Các bạn xem nè, trời ơi. Ok, tuy nhiên thì để tăng tốc cái quá trình đào, như các bạn biết rồi đó, mình sẽ ngâm nó vào nước xíu ha. Đấy, ok, sao nó không muốn chìm luôn vậy? Vàng gì đâu mà thả xuống nước nổi lên. Wait a minute, cái lớp này nó chống thấm các bạn ơi. Rồi tiến hành đào luôn. Có cần phải khó khăn với nhau vậy không ta? À, đây chính giữa đi nha. Đấy. À, cái cục này nó cũng không đến nỗi nào cứng lắm các bạn à. Nó có một cái độ mềm. Wait. Mình bẻ nó ra được luôn rồi nè. Rồi, thấy rồi. Nó nằm bên đây, nó nằm ở nửa bên này. Quá hay luôn. Chiến thuật. Nó nằm sát ngay cái mặt ở bên ngoài này các bạn ơi. Rồi, vậy là mình đào cái góc này ra là được rồi. Cái viên này nó to nha các bạn.
Đây, nguyên một cục này, mình nghĩ là nó sẽ tới đây luôn. Và nó còn dính rất là chát nữa. Mình sẽ đặt sâu trong cái góc đó cho mình. What? Nó nặng nha. Ơ kìa, sao cảm giác giống như vàng thật vậy? Ê, mình sẽ nhúng cho nó vô nước để mình rửa. What? Trời ơi, cái viên này quá đẹp luôn. Đây là cái mẫu đá hoặc là tinh thể đầu tiên mà mình có ở cái dạng này nha. Vô, các bạn xem nè. Oh my gosh. Beautiful. Ok, và đây là sau khi mà mình đã rửa sạch cái viên này rồi. Tuy là nó còn vẫn còn một số những cái chỗ chút xíu xíu nó dính cái bột đất sét các bạn, nhưng mà nó nhỏ quá, mình sẽ kiếm cách mình rửa sau. Oh, wow, các bạn xem nè. Trời ơi, sao nó lấp lánh mà nó đẹp dữ vậy ta. Nhìn nó rất là đã luôn á. Ví dụ như tự nhiên các bạn đang thấy ở dưới đất mà nó có một cái viên nó như vậy, nó che che lại, lấp lánh. Nhầm là vàng chứ còn gì nữa, đau vội nó luôn á. Thì cái dạng đá tinh thể này nó gọi là Fool's Gold, vàng của những kẻ ngốc. Hoặc là một cái tên chính thức là Pyrite. Cái tên của nó lấy từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là lửa. Bởi vì nếu mà mình lấy cái viên này đánh vào kim loại nó sẽ tạo ra những cái tia lửa. Thường thì cái kết cấu của cái loại đá Pyrite này các bạn sẽ thấy là nó tập hợp từ những cái dạng tinh thể nhiều cái hình dạng khác nhau, nhỏ lại, kiểu kết dính lại á, quá đẹp. Có một cái phân phát mà có thể là các bạn sẽ hơi khó tin, đó là cái bộ Advent Calendar này mình cũng đã bất chấp chi phí order về cho bằng được với một cái giá rẻ hơn cái bộ Minecraft ở cái tập Advent Calendar lần trước mà các bạn xem. Wow, thật không thể tin được luôn. Cho nên là hoàn toàn ngược lại với bộ Advent Calendar Minecraft kỳ rồi. Thì cái bộ này, nếu như các bạn nào có thể kiếm thấy ở nơi mình ở đó, mình rất là recommend ha. Ok, và bây giờ thì trước khi thực hiện hai cái thí nghiệm còn lại, hai cái mà nó hơi lạc đề chất vẽ so với quả nguyên một cái bộ Noel này á, còn cái cây thông này nữa, thì mình sẽ xin phép vào phần outro luôn nha. Nếu như là thích video này thì các bạn hãy cho anh Katay một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh Katay sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về được chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, bye bye.